quay rồi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Để tiếp theo chương trình tại triển lãm Đông Anh 2022 đợt này, mời quý vị và các bạn ngắm một bộ ba siêu phẩm của anh Minh Dưỡng. Rất uy nghi và hùng vĩ các bạn ạ. Một bộ ba cân đối, một bộ ba huyền thoại. Rất cổ kỳ mỹ, cực kỳ đẳng cấp. Phải nói đây là một bộ ba top đầu Việt Nam các bạn ạ. Sách bonsai xin chào anh em nhé. Và anh em thấy bộ ba tác phẩm này thế nào? Đẹp quá anh ạ. Quá tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời nhỉ. Quá đẳng cấp. Bộ ba huyền thoại nó đi không thể. Trời ban tặng cho. Đúng là một bộ ba đúng là cũng không thể đẹp hơn. Quá giá trị. Mấy hôm mới làm hết rồi anh. Vâng. Rất tuyệt vời các bạn. Một bộ ba trong mơ, một bộ ba huyền thoại, cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta cùng ngắm một tác phẩm đã sữa các bạn nhé. Một chiếc chậu được chủ nhân bố trí bài tiết rất là long trọng, được dát vàng, rất là hùng vĩ. Tác phẩm rất cổ kính các bạn. Đẹp quá. Bộ ba xanh cổ, quá giá trị, quá tuyệt vời các bạn. Phải nói những cây cổ nhìn hút hồn, đam mê. Một cây bên cạnh các bạn cùng ngắm. Một tác phẩm có một cái bệ dễ chảy các bạn, như núi lửa phun trào, nhìn như núi lửa phun trào các bạn. Nham thạch đã được chảy. Ông Khanh thì cứ đứng đi nói chuyện nhá. Và kết đóng bánh. Đẹp quá. Và đây là cây thứ ba mà chúng ta cùng ngắm nhé. Cũng nhũn nhĩ. Quá tuyệt vời.
ba điện thoại đây nhỉ anh Sạch? Bộ ba điện thoại em ạ. Rất đẹp, rất quý. Sao chúng kia lại mua cái khác bậc kia? À, chủ nhân buộc đấy là để cho nó sau nó nổi nhé, tạo lu, tạo độ sần của rễ. Đây cũng là một bí quyết các bạn, một bí quyết và không phải là anh em nào trong đam mê cây cảnh cũng nắm bắt được ở bí quyết này các bạn nhé. Các bạn ngắm này, đấy, ta buộc dây vào đây. Rất tuyệt vời, rất giá trị các bạn. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn. Xin chào Đức Huy bonsai nhá. Xin chào em. Vâng. Rất tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và ghi được nhiều thước phim hay đấy nhá. Vâng, cảm ơn em. Chúc em cũng ghi được nhiều những thước phim hay để dâng lên công hiến cho anh em đam mê cây cảnh cả nước cùng được chiêm ngưỡng. Vâng. Một tác phẩm đẹp quá các bạn. Trong cây cảnh thì một cây xanh cổ cực kỳ đẹp. Hôm nay được thời tiết rất đẹp các bạn ạ, được rất nhiều anh em phóng viên cây cảnh đam mê về đây tác nghiệp để cống hiến cho người chơi cũng như là người xem, người đam mê được xem những thước phim hay, được ngắm những cây cảnh đẹp của triển lãm đợt này các bạn ạ. Đẹp quá. Một tác phẩm đẹp này thì sách bonsai và bonsai Đức Huy phải cùng cộng tác để đưa tác phẩm đẹp lên để cho anh em được ngắm. Rất tuyệt vời. Đây đúng là những báu vật các bạn. Một tác phẩm rất quý của anh Dương. Cây này là nét của anh Dương, Dương Hà Đông các bạn. Chủ nhân cũng ngày xưa là của anh Chí, Chí Thường Tín. Rất tuyệt vời, rất quý. Các bạn ngắm nhé, đường nét cổ kính nhưng bàn tay con người tạo tác lên được những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý báu, rất giá trị, rất đẹp các bạn. Các bạn xem hãy đăng ký kênh của sách nhé để ủng hộ cho sách và được đón nhận những video mới của sách nhé các bạn nhé. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn vào chương trình sau.